Nhân vật trong câu chuyện khó tin nhưng có thật này chính là anh Lê Mỹ, ngụ ở tỉnh Hậu Giang. Tiếp xúc với chúng tôi, anh Mỹ kể, sau khi về quê trong một lần được tận mắt chứng kiến cảnh người dân đi xua ong bằng khói để có thể lấy mật, đã khiến cho anh thích thú nên quyết tâm tìm hiểu. Không ngờ đây lại trở thành nghề nghiệp chính và giúp mang lại cho gia đình của anh thu nhập ổn định để có thể chăm sóc tất cả các thành viên trong nhà. Nếu như thời gian đầu, mỗi lần lấy mật ong anh Mỹ phải dùng đến dụng cụ bảo hộ để che chắn toàn thân, thì giờ việc bảo hộ anh rất ít khi áp dụng. Chỉ khi tiếp cận những tổ ong to, đóng ở trên ngọn cây cao thì mới lấy lưới che ở đầu phòng hờ. Chính vì vậy mọi người trong vùng thường ví von gọi anh Mỹ là vua lấy mật ong. Nhiều năm gắn bó với nghề và làm ăn uy tín nên hiện tại anh rất nhiều mối. Hôm nào nhiều khách hàng gọi đến để lấy mật ong thì việc kiếm tiền triệu dễ như chơi. Ngoài việc chia đôi 50-50 số mật ong lấy được trên mỗi tổ với chủ vườn, thì để tăng thu nhập, anh Mỹ cũng mua lại phần mật của chủ nhà để bán kiếm lời. Cũng theo ông vua lấy mật này, cách xua ong bằng khói để lấy mật được xem là phương pháp cổ truyền, bởi cách này vừa an toàn, vừa bảo vệ số lượng đàn ong quay lại tổ không tận diệt. Thông thường mỗi tổ ong mật ong ruồi tự nhiên, nếu làm theo cách này thì có thể khai thác lấy mật triệt để từ 4 đến 5 lần. Giả danh công an hay đang công tác trong các cơ quan nhà nước, nhiều đối tượng đã lừa tình, đoạt tiền của các chị em một cách hết sức dễ dàng, với trợ thủ đắc lực là các trang mạng xã hội. Hiện nay, thủ đoạn này đang ngày một gia tăng, dù được cảnh báo thường xuyên bằng những vụ việc cụ thể, thế nhưng danh sách các nạn nhân của thủ đoạn này vẫn ngày một dài hơn, thưa quý vị. Và mới đây, gã thanh niên này cũng đã dùng thủ đoạn trên để lừa gạt. Sau khi làm quen và chiếm đoạt lòng tin của các nạn nhân, tên này đã dùng điện thoại chụp ảnh, quay video clip lại rồi đe dọa chiếm đoạt tài sản. Đối tượng lừa đảo được xác định là Lê Văn Linh, trú huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Qua điều tra, Linh đã khai nhận việc sử dụng mạng xã hội để kết bạn và làm quen với các cô gái lạ, tự giới thiệu bản thân đang công tác trong lực lượng công an nhằm tạo lòng tin đối với các bị hại. Sau đó, đối tượng dùng điện thoại chụp hình, quay video clip nhạy cảm để đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Linh còn khai nhận đã chiếm đoạt tài sản của 5 bị hại khác với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng. Với hành vi lừa đảo và cưỡng đoạt tài sản, đối tượng này đã bị công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố bắt tạm giam vào chiều qua ngày 4 tháng 12. Thưa quý vị, một chiếc tàu chở hàng tấn nhu yếu phẩm thức ăn chăn nuôi, gạo, ga và nhiều loại hàng hóa khác vừa bất ngờ bị chìm sau một đêm neo đậu trên sông tại Cà Mau. Vụ tai nạn xảy ra vào hôm qua ngày 4 tháng 12. Rất may, vụ chìm tàu không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ hàng hóa đều bị nhấn chìm, ước tính gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Ngay sau đây là những hình ảnh tại hiện trường của vụ việc. Vụ chìm tàu xảy ra trên tuyến sông Đường Kéo, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Chủ con tàu xấu số này là ông Trần Hoàng Giang, chuyên vận chuyển hàng hóa tuyến thành phố Cà Mau về rạch gốc. Theo lời kể của chủ tàu, sau khi cập bến đi giao hàng cho một số công ty thủy sản, tàu neo đậu lại tại bến. Sáng sớm hôm sau, ông Giang phát hiện tàu bị chìm. Bên trong tàu chủ yếu là thức ăn tôm công nghiệp, thức ăn gia súc, gạo, ga và một số hàng hóa khác. Nhận được tin, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ cho chủ tàu. Ước tính thiệt hại vẫn lên đến gần 400 triệu đồng. Thưa quý vị, bằng thủ đoạn kê khống tên thành viên trong các dây hụi, sau đó hốt luôn cả phần hụi của các hụi viên khác, nếu đối tượng này đã chiếm đoạt được số tiền lên tới 2 tỷ đồng rồi mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân. Và với hành vi lừa đảo của mình, Phạm Thị Thu Đông, 49 tuổi, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng. Theo kết quả điều tra năm 2000, bà Đông đứng ra làm đầu thảo hụi để hưởng tiền hoa hồng. Lúc đầu là các dây hụi tháng có giá trị từ 1 triệu đến 5 triệu đồng. Đến năm 2016, bà Đông còn tham gia nhiều phần hụi do bản thân và nhiều người khác làm đầu thảo để hốt hụi và phải đóng hụi chết. Đồng thời bà này cũng vay tiền của nhiều người khác nên phải trả gốc và lãi. Để có tiền trả nợ, đối tượng đã kê tên khống trong các dây hụi và hốt luôn cả phần hụi của các hụi viên để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến ngày 10 tháng 7 năm 2018, bà này tuyên bố vỡ hụi, tại thời điểm còn 77 dây hụi chưa kết thúc. Trong các dây hụi trên, bà Đông đã kê tên khống, tự ý hốt 25 phần hụi và có hành vi bán khống 24 phần hụi cho 5 hụi viên, tổng số tiền chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý. Lợi dụng lúc trời tối, dùng kim cắt lưới rào B40 rồi đột nhập vào một vựa thu mua tôm lấy trộm số tiền và vàng có giá trị hơn 1 tỷ đồng. Vụ trộm manh động trên vừa xảy ra tại ấp Trà Cuông, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Điều đáng nói là số tiền vàng bị mất của gia chủ chỉ vừa nhận sau khi thu mua tôm trong ngày và đã cẩn thận cất vào túi xách rồi đặt dưới nền gạch cạnh giường ngủ để ngày hôm sau đi gửi ngân hàng. Ngay khi nhận được tin báo, công an của tỉnh Trà Vinh hiện đang khẩn trương điều tra, truy tìm tung tích đối tượng gây án. Trước đó, ngày 4 tháng 12, anh Võ Văn Đô, trú ấp Cà Tum B, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, đến cơ quan công an trình báo về việc gia đình anh vừa bị kẻ gian đột nhập vào vừa thu mua tôm bé Đô tại ấp Trà Cuông, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, lấy trộm tiền vàng hơn 1 tỷ đồng. Theo anh Đô, hàng ngày tiền thu mua tôm khá lớn, nên tối vợ chồng anh thường ở lại vựa tôm để ngủ. Sau khi kiểm tra tiền, thì vợ anh để vào túi xách, rồi đặt dưới nền gạch cạnh giường ngủ và khóa cửa phòng cẩn thận. Tuy nhiên đến sáng ngày 4 tháng 12, khi thức dậy lấy tiền đi gửi ngân hàng thì không thấy, ra phía sau thì phát hiện lưới rào bị cắt và dấu cậy cửa nên trình báo công an. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng trộm. Ngay sau đây sẽ là một thông tin vui, một tín hiệu đáng mừng cho bà con đang sinh sống tại An Giang. Theo đó, để ngăn chặn tình trạng thực phẩm bẩn, giả, nhái và kém chất lượng, ngày 4 tháng 12 tỉnh An Giang đã tổ chức phát động vận hành mô hình quản lý và truy xuất nguồn gốc thịt heo và rau củ quả trên địa bàn thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động. Thông qua các ứng dụng như Zalo, Facebook, người tiêu dùng có thể kiểm tra toàn bộ thông tin về trang trại nuôi hoặc hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ, kiểm tra thú y và kinh doanh thịt heo. Để triển khai chương trình này, hiện nay tỉnh An Giang đã khai trương và phát triển 3 điểm bán, cửa hàng có truy xuất nguồn gốc thịt heo để phục vụ người dân thành phố Long Xuyên tại 2 chợ và 1 siêu thị. Nhiều cửa hàng sau khi triển khai truy xuất nguồn gốc thịt heo, sản lượng thịt bán ra tăng mạnh so với trước khi triển khai truy xuất. Dự kiến, đến hết năm 2019, An Giang phát triển thêm từ 6 đến 8 cửa hàng kinh doanh thịt heo trên địa bàn tỉnh, có truy xuất nguồn gốc, ưu tiên tập trung tại các địa bàn trọng điểm như thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu. Rõ ràng là nỗi lo thực phẩm bẩn không còn chỉ dành riêng cho các thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh nữa. Ngay tại thủ phủ nông nghiệp miền Tây của chúng ta cũng ngày càng xuất hiện nhiều loại thực phẩm bẩn đe dọa sức khỏe của nhiều người. Hy vọng là với bước đi tiên phong này thì nhiều tỉnh thành khác cũng sẽ có những động thái tích cực tương tự trong thời gian tới. Thưa quý vị, khi mà vụ việc nữ giáo viên phạt học sinh nhận 231 cái tát để rồi phải nhập viện cấp cứu chưa kịp lắng xuống thì mới đây, dư luận phải dậy sóng một lần nữa bởi một phụ huynh ở Bạc Liêu vào tận trường rồi quay clip và ăn thua đủ với giáo viên, sau đó up lên mạng xã hội. Cụ thể, bà DNA, phụ huynh của một nữ sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Trần Huỳnh đã đến tận trường để ăn thua với giáo viên. Lý do là bởi giáo viên này yêu cầu vứt chiếc quần lửng của nữ sinh được đặt trên bàn của mình vào thùng rác. Trong clip, giáo viên K giải thích do thấy chiếc quần để trên bàn của giáo viên, đây là việc khó chấp nhận nên đã yêu cầu học sinh vứt vào sọt rác. Nghe vậy, phụ huynh đã dùng nhiều lời lẽ nặng nề và cho rằng giáo viên K là vô trách nhiệm. Clip xuất hiện vài giờ đã có hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận, đa phần đều cho rằng vị phụ huynh này hành xử quá đáng. Mới đây, lãnh đạo thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Nữ phụ huynh sau khi nhận gạch đá cũng đã lên mạng xin lỗi về hành vi nóng vội của mình. Thưa quý vị, đang làm công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh với đồng lương tương đối ổn định. Thế nhưng một người đàn ông đã đột ngột bỏ về quê sinh sống. Chẳng thể nào ngờ, với công việc bất đắc dĩ là xua ong bằng khói để lấy mật, mỗi ngày anh có thể thu được vài trăm đến hơn 1 triệu đồng và là nguồn thu nhập chính để nuôi sống cả gia đình. Thưa bà con, ngay sau đây sẽ là thông tin có lẽ chẳng vui vẻ gì đối với những người nông dân của chúng ta trong dịp năm sắp hết, Tết sắp tới. Hàng loạt mặt hàng nông sản chủ chốt đang phải chịu cảnh rớt giá thê thảm mà thương lái cũng chẳng chịu thu mua. Sau bưởi, cam, quýt, thanh long thì hiện nay người trồng chuối tại huyện U Minh Thượng, Kiên Giang cũng đang phải đối mặt với đợt rớt giá kỷ lục trong vòng nhiều năm trở lại đây. Nếu như những năm trước, giá thấp nhất thì cũng phải từ 3.500 đến 4.000 đồng một nải, thì hiện nay chỉ còn có 2.000 đồng cho một nải chuối. Người trồng chuối tại huyện U Minh Thượng, Kiên Giang cho biết những năm trước giá chuối có giảm nhưng cũng không bi đát như bây giờ. Vì giá chuối liên tục giảm và đến nay chỉ còn 2.000 đồng một nải, kể từ đầu tháng 5 năm 2018 khiến cho nhiều hộ nông dân gặp không ít khó khăn. Với mức giá này, người trồng chuối bán 100 nải thu nhập chỉ 200.000 đồng. Nếu trừ chi phí chăm sóc, thuê nhân công thu hoạch, vận chuyển thì bà con không còn lãi, thậm chí là thua lỗ. Lý giải nguyên nhân này, các thương lái cho rằng giá chuối giảm mạnh là vào thời điểm này, chuối ở các tỉnh khác cũng đang vào thời kỳ thu hoạch. Thêm vào đó, chuối U Minh Thượng bị ảnh hưởng mưa bão nên chất lượng và độ đẹp không bằng các nơi khác. Còn tại các tỉnh như Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long, Dù mới vào đầu vụ nghịch ở miền Tây nhưng giá sầu riêng chỉ bằng một nửa giá so với cùng kỳ năm trước. Với mức giá này, nhiều nhà vườn đang thu hoạch như ngồi trên đống lửa. Đến vườn sầu riêng G6 đang chín rộ hơn 6 công của ông Lâm Văn Dầu ở huyện Chợ Lách, Bến Tre. Theo dự kiến khoảng hơn 20 ngày nữa là vườn sầu riêng đến kỳ thu hoạch, nhưng hiện tại giá chỉ bằng phân nửa so với mùa trước, khiến ông Dầu rất lo lắng vì đã đổ rất nhiều tiền đầy mũ, phân bón và công xử lý cho cây ra trái nghịch vụ. Thì canh tác được 6.000 mét vuông đó, sầu riêng đó thì khoảng 20 ngày nữa là thu hoạch đó, nhưng mà giá giờ nghe nó 40 mấy gì đó, mà giá nó có lên chút nữa thì cho đỡ, ăn Tết cho vui vẻ hơn thôi. Chị có khoảng 50 mấy vườn trồng sầu riêng đó. Năm nay giá thì không được như năm rồi, giá có 48. Nghe nói là do Trung Quốc nó đóng cửa khẩu đó, nó không cho qua cho nên giá nó bị tụt. Không chỉ những vườn sắp cho thu hoạch, nhiều vườn sầu riêng đang bắt đầu cho trái như vườn nhà anh Trần Văn Phước Duy ở huyện Long Hồ cũng chẳng thể an tâm hơn. Bởi vài tháng nữa vào chính vụ, lượng sầu riêng sẽ tăng lên rất nhiều và giá sẽ còn tiếp tục giảm. Hiện tại, diện tích trồng sầu riêng của hai huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre và huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long là hơn 4.000 hecta, trong đó có hơn phân nửa diện tích được người dân xử lý cho ra trái vụ nghịch, với khoảng 30.000 tấn trái. Phần lớn kênh tiêu thụ là từ phía Trung Quốc. Theo một số thương lái cho biết, sở dĩ giá sầu riêng xuống thấp là do phía đối tác bên nước bạn đánh thuế cao quá, thương lái không xuất hàng qua được nên gây cảnh thừa hàng dồi chợ. Có lẽ xem đến đây, nhiều người phải ngán ngẩm mà cảm thán về viễn cảnh tồi tệ cho một năm thất bại của nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của bà con nông dân các tỉnh miền Tây của chúng ta. Và thưa quý vị, mặc dù vậy thì cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại. Năm nay, bi kịch nhất có lẽ phải kể đến đó là những người nông dân trồng mía thưa quý vị. Câu chuyện về việc mất mùa, mất giá mà thương lái nhà máy cũng chẳng chịu thu mua. Cơn ác mộng này đã dai dẳng trong suốt nhiều tháng vừa qua, lan ra nhiều tỉnh thành từ Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh cho đến Bến Tre. Mía ngọt đã mang vị đắng mặn của mồ hôi và nước mắt từ chính những người nông dân. Đúng như mấy năm trước thì lúc này thì thương lái nó đến nó mua ào ạt luôn. Còn năm nay thì không có ai mà đến hỏi để mua của bà con nào hết trơn. Mía mỗi năm là tháng 8, tháng 9 là có lái đến đặt cọc mua. Còn tới bây giờ, năm nay tới bây giờ là chưa có lái nào đến hỏi. Mình sẽ chuẩn bị năm tới tôi sẽ khóa, tôi trồng dừa tiếp. Phải chuyển đổi kiếm sống chứ mía không ai mua hết. Rồi dân năm nay là lỗ trắng tay. Khoảng một tháng nay, nông dân trồng mía xã Bình Thành, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre luôn lo lắng, sốt ruột. Khi vụ mía năm 2018-2019 đã đến thời điểm thu hoạch, song vẫn không có thương lái nào đến mua mía. Theo chia sẻ của người dân, những năm trước đây, dù mía chưa đến vụ thu hoạch, đã có rất nhiều thương lái đến tận ruộng để đặt trước. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, mía đã đến ngày thu hoạch, nhưng thương lái thì có gọi cũng chẳng chịu đến. Thì thấy năm nay, tình hình hồi năm ngoái thì mua đồ ngon, năm kia đồ mua ngon, mà năm nay thương lái không có vô hỏi mua gì hết trơn á. Thì giờ dân thì rầu, gia đình thì rầu lo này kia mười mấy 20 con mía mà giờ lo bán không được không biết làm sao. Công chăm sóc là bỏ chi phí mỗi một công đất là phải 1 triệu đến 1,5 triệu. Mà bây giờ không có lái mua giờ mía nào, mía này như mía đây này trúng dữ lắm là lái mua có 500.000 công là thấy lỗ hết 1 triệu rồi. Không biết như thế nào đây thì cũng nhờ chính quyền địa phương hay cấp trên gì, ví dụ như là hỗ trợ hay là giúp đỡ bằng mọi cách để cho người dân mình có thể được nhờ cho chút xíu. Để chung tay cùng bà con, lãnh đạo địa phương đã liên hệ trực tiếp với công ty mía đường. Tuy nhiên phía nhà máy lại lắc đầu nói không thu mua vụ mía này của bà con nông dân, khiến hàng trăm hecta mía vẫn chưa biết sẽ đi về đâu.